Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Do tác động của không khí lạnh tăng cường nên khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, từ sáng mai gió đông bắc sẽ mạnh lên mức cấp 5. Từ trưa và chiều mai trở đi, gió đông bắc mạnh lên mức cấp 6, cấp 7, sóng biển tăng cao lên mức từ 3 đến 4 mét, biển động. Còn khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, trong ngày mai gió đông bắc cũng mạnh lên mức cấp 5, từ chiều tối có lúc mạnh cấp 6 và sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo sang đến ngày 11 tháng 1, khối không khí lạnh có cường độ ổn định và bắt đầu suy yếu, gió đông bắc trên hầu khắp các khu vực của Biển Đông cũng giảm cấp theo. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, dưới tác động của khối không khí lạnh, từ sáng mai trở đi, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió chuyển hướng đông bắc, mạnh cấp 5, cấp 6. Với mức gió như vậy thì hiện tượng sương mù sẽ chấm dứt, nhưng tình trạng biển động lại xảy ra. Từ ngày 11 tháng 1 thì gió sẽ lại giảm cấp. Tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn từ ngày mai cũng chịu tác động của khối không khí lạnh, nhưng cường độ gió đông bắc tại đây chỉ ở mức cấp 5. Với mức gió như vậy thì chưa xảy ra tình trạng biển động, việc lưu thông đi lại của tàu thuyền vẫn diễn ra bình thường. Khu vực biển Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau và tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo, từ ngày mai gió đông bắc cũng mạnh lên cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực này cơ bản không được thuận lợi. Với tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc vẫn đang trong chuỗi ngày có thời tiết tốt, gió yếu, sóng thấp, biển lặng và cũng không có mưa dông, tầm nhìn xa luôn duy trì mức trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường hay đi lại trên khu vực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.